Liên Quân Mobile, thắng bại tại kỹ năng. Mình tham dự các cái dự án âm nhạc cùng với Liên Quân cũng được một thời gian khá lâu rồi, ít nhất cũng phải 2-3 năm rồi. Thì cái dự án đầu tiên mà lần đầu tiên đánh dấu sự kết hợp của mình và bên Liên Quân là ca khúc Vinh Quang Đang Chờ Ta. Thì ca khúc đấy là một ca khúc mà mình kết hợp cùng với anh Subin, với anh Hoàng Tulliver và Subin Hoàng Sơn. Thì ca khúc đấy cũng là một trong những ca khúc mà tâm đắc nhất mà mình viết, mà cái nội dung về những vinh quang mà con người có thể gặt hái được. Mỗi một dự án thì lại có một cái kỷ niệm riêng mà dấu ấn riêng. Thì cái dự án mà chắc là mình cảm thấy phấn khích nhất thì có lẽ là dự án Đây Là Việt Nam mà mình kết hợp cùng với Black Car, vì nó là một cái ca khúc mà mang cái tinh thần dân tộc rất là cao. Dự án lần này thì là bắt nguồn là để chào mừng kỷ niệm của đội tuyển Liên Quân Việt Nam, nói về cái quá trình cũng như là tri ân cái tất cả những thành tựu đạt được của đội tuyển Liên Quân ở Việt Nam. Và qua đó thì cũng là một cái lời động viên, một lời ủng hộ đến tất cả những con người mà đang ngày đêm miệt mài để mà mang lại được những thành quả tốt nhất cho điện tử Việt Nam cũng như là Liên Quân. Năm nay đi quay channel thì em cảm thấy cũng như mấy lần đi channel khác, nhưng mà được cái là vui vì được đi đến nhiều địa điểm khác nhau, giống kiểu là mình đang đi du lịch vậy. Em rất là vinh dự được tham dự channel của mùa này. Cảm nghĩ của mình khi mình thấy được mình trên ống kính thì nó khác với ngoài đời thực. Mình cảm thấy mình tự tin hơn nhiều với ở ngoài. Khác biệt là năm nay khá là đông, gần như là đi toàn bộ các vận động viên luôn. Cái năm ngoái thì đi tầm 1-2 người thôi. Set đầu tiên quay cảm giác ấn tượng là về đút áo. Lúc đó thì mình sợ bị cháy hết lông mặt. Thì năm nay em cảm thấy khác biệt ở cuối mọi năm là mọi lần thì chỉ có 2-3 tuyển thủ đi quay trailer thôi. Còn năm nay là hầu như là tất cả các team đều đi quay. Vì vậy nên là rất đông vui và hoành tráng hơn. Sắp tới giải đấu đấu trường danh vọng mùa xuân 2020 thì mình xin chúc tất cả những đội tuyển tham dự sẽ thi đấu thật bình tĩnh và có những pha combat thật là đỉnh cao. Hy vọng sản phẩm lần này của mình về Giang Phạm kết hợp cùng với Liên Quân sẽ là một niềm cảm hứng cũng như là một động lực để các bạn có thể tự tin trên con đường của mình, để có thể chinh phục được thật nhiều là đỉnh cao cũng như là gặt hái được nhiều thành công mới. Glory and Agony. Hãy subscribe ngay kênh Liên Quân Mobile Esports Arena để cập nhật những thông tin và các trận đấu esports đỉnh cao.